Xin chào mọi người, mình lại quay trở lại với sân bay Nội Bài. Nhưng hôm nay thì mình sẽ đón một người rất quan trọng, đó là tân huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam ông Kim Sang-sik. Và ông Kim Sang-sik đã ký hợp đồng 2 năm với cả đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam. Và ngày hôm nay cũng sẽ là ngày làm việc đầu tiên của ông Kim Sang-sik trong vai trò là huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Một năm trước thì chúng ta cũng đứng đây để đón ông Philippe Thuché, và sau một năm thì chúng ta lại đón ông Kim Sang-sik. Và rất mong rằng ông Kim Sang-sik có thể rút ra những kinh nghiệm từ phía ông Philippe Thuché để có một nhiệm kỳ dài ra hơn, mang đến nhiều thành công hơn cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta sẽ cùng xem là đội tuyển Việt Nam đón ông Kim Sang-sik thế nào nhé. Này thì và chuyến bay VN427 đi Busan thì cũng đã hạ cánh rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi là huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ có mặt ở sảnh sân bay và anh em sẽ có những ảnh đầu tiên của ông thầy Hàn Quốc này. Rất hy vọng rằng là ông Kim Sang-sik có thể chia sẻ một vài lời khi có mặt ở Việt Nam. Thấy rằng các phóng viên đến rất là đông, nó giống hệt thời điểm cách đây một năm về trước khi ông Park Hang-seo, khi ông Philippe Thuché là có mặt để tiếp quản vị trí huấn luyện trưởng của ông Park Hang-seo. Và rất nhanh thôi thì một người Hàn Quốc cũng đã quay trở lại để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Và như chúng ta cũng biết thì giai đoạn nhiệm kỳ của ông Park Hang-seo, một người Hàn Quốc, thì đã rất thành công và được xem là thành công nhất trong thời điểm lịch sử các huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, với một chức vô địch AFF Cup, một chức vô địch, hai chức vô địch SEA Games, một lần Á quân U23 châu Á, và song song với đó là rất nhiều những thành tích khác ở cấp độ Asian Cup và ASEAN. Và nhiều người thì cũng có thể là không quá kỳ vọng rằng ông Kim Sang-sik có thể tái lập một thành tích ấn tượng như vậy. Nhưng chúng ta cũng rất mong rằng là những cái thành công của tuyển Việt Nam cũng sẽ sớm quay trở lại sau cái quãng thời gian mà ông Philippe Thuché đã chưa thể thành công với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thấy rằng là các hành khách đến từ Hàn Quốc thì cũng đang ra rồi, và đó có thể là một cái tín hiệu cho thấy rằng là huấn luyện Kim Sang-sik cũng sắp đến nơi rồi mọi người ạ. Cô cũng khá là lạ khi mà tại sao thầy phóng viên đông này. Chúng ta cũng hiểu đây là sự kiện rất quan trọng khi mà huấn luyện trưởng đội tuyển Việt Nam đã đi cùng với cả chuyến bay của những hành khách này. Chúng ta cũng đã định vị được ông Kim Sang-sik rồi. Và ông ấy đang bước ra đây nhá. Chúng ta nhìn thấy ông bước ra đấy, áo đen, cổ trắng. Đấy đang đi, quay đầu vậy, và đang xách một cái ba lô bên tay phải, bên vai phải. Đã đi vào rồi. Thấy rằng là ông Kim Sang-sik ở góc bên phải cũng đang chụp bước ra nha mọi người. Chúng ta đang thấy này, ở bên góc phải. Đây, chúng ta nhìn thấy ông Kim Sang-sik rồi, ông đang đi ra, và đây là huấn luyện Kim Sang-sik, huấn luyện trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, người đã ký hợp đồng với Liên đoàn Việt Nam trong vòng 2 năm. Ông Kim Sang-sik, đây là ông Kim Sang-sik. Người rất là thân thiện khi mà ông đã chào. Ông mặc quần áo rất là trẻ trung mọi người ạ. Ông ấy là 47 tuổi thôi, và tổng thư ký Dương Nghiệp Khôi thì vừa gửi lời chúc đến là ông Kim Sang-sik. Ông Kim Sang-sik thì đã không kịp trả lời phỏng vấn rồi. How you feel the weather? Sorry, the weather. Rất nhanh mọi người. Phải, người ta không biết đang di chuyển cùng với Kim Sang-sik luôn rồi. Hành lý rất là cơ bản của ông Kim Sang-sik thôi, một hành lý, hai hành lý, hai chiếc vali nho nhỏ. Tụt tay này.
Là hành trình rất nhanh thôi là chúng ta đã thấy rằng là ông Kim Sang-sik đã có mặt ở Việt Nam. Và ngay lập tức thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã đưa ông trở về với nơi cả. Sẽ có khu vực dành riêng cho ông Kim Sang-sik khi mà ở làm việc tại Liên đoàn bóng Việt Nam, cụ thể hơn là nhà chuyên gia của khu vực trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, nơi mà ông Park Hang-seo và ông Philippe Thuchet, những huấn luyện trưởng trước kia của đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng đã làm việc và nghỉ ngơi tại đó trong thời gian mà làm việc với đội tuyển quốc gia Việt Nam rồi. Như vậy là bọn mình cũng đã hoàn thành xong nhiệm vụ là đi tác nghiệp ông Kim Sang-sik rồi. Thực sự mà nói thì nhanh hơn anh em dự kiến, bởi vì thực ra mà nói thì kể cả phóng viên Minh Quân đằng sau khi mà quay ông Kim Sang-sik thì cũng chỉ có khoảng 2 phút thôi. Và những cái tổng quan hình của mình cũng như vậy. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng sẽ muốn dành cho ông Kim Sang-sik một sự chuẩn bị sao cho tươm tất, để có thể là có những cái cuộc trả lời về báo chí vào ngày mai sẽ đầy đủ hơn và gọn gẽ hơn. Trước kia thì chúng ta thấy ông Philippe Thuchet hay là ông Park Hang-seo thì vẫn có một vài những cái chia sẻ nhỏ nhỏ. Nhưng có lẽ với ông Kim Sang-sik thì sau một quá trình bay khá là dài từ Hàn Quốc về Việt Nam thì ông cũng cần một sự nghỉ ngơi. Và như mình có nói rồi thì ông Kim sẽ được nghỉ và được sắp xếp chỗ ở khu vực nhà chuyên gia, ở ngay khu vực trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Thì cá nhân Quân thì Quân kỳ vọng gì về ông Kim Sang-sik trong quãng thời gian một tháng tới đây nhỉ? Xem một vài trận đấu từ V-League để lựa quân để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới, đây vòng loại 2 World Cup 2026. Ngoài ra thì trong cái trận sắp tới nữa ấy, thì ông sẽ có nhiều quỹ thời gian hơn để làm việc cùng nhiều cầu thủ hơn. Từ đấy thì ông có thể truyền đạt cho các cầu thủ những cái triết lý mới của mình. Và mình nghĩ rằng là nửa năm sẽ là một cái bước chạy đà hợp lý để chúng ta hướng đến AFF Cup 2024. Mục tiêu của chúng ta sẽ là vào bán kết. Còn nếu mà ok hơn nữa thì có thể là vào chung kết. Với kỳ vọng của em thì em nghĩ rằng là vào bán kết là ok rồi. Tại vì hiện tại thì các nền bóng đá trong khu vực thì cũng đang trong cái giai đoạn phát triển lên. Malaysia họ cũng mạnh lên dần, Indonesia hiện tại họ quá mạnh rồi. Trong khi Thái Lan thì cũng vô cùng khó chịu. Chưa kể là những Campuchia, những Singapore họ cũng đang cho thấy những sự tiến bộ. Em nghĩ rằng là cái chỉ tiêu vào bán kết hợp lý. Em cũng đặt kỳ vọng là đội mình sẽ vào được bán kết. Còn người bóng đá Việt Nam thì ai cũng muốn vào chung kết rồi. Thì em nghĩ rằng là vào bán kết sẽ là một cái chỉ tiêu mà Liên đoàn bóng đá đặt ra cho ông Kim Sang-sik. Còn đối với người hâm mộ Việt Nam mình là phải vào chung kết và vô địch. Ok, cảm ơn em. Bây giờ chúng ta sẽ hỏi anh Toàn, một người cũng đã nhiều năm rong ruổi bóng đá Việt Nam qua những cung đường rồi. Anh thấy ông Kim Sang-sik với cá nhân anh thấy như thế nào? Từ trang phục này, từ cách đi lại này, rồi cách mà ông ấy hơi rụt rè một chút về truyền thông. Chúng bước đầu nhìn ông rất là người văn minh. Văn minh. Lý rất lịch sự. Vâng. Thời gian không có nhiều nên chưa chia sẻ được gì thôi, nhưng mà giao diện ban đầu là khá là ok. Đúng rồi, mặc quần áo có vẻ rất là chỉnh chu và cũng không phải là quá hào nhoáng, cũng không phải là theo kiểu dạng là quá xuề xòa, mặc độ vừa phải di chuyển. Cảm ơn anh. Như vậy là chúng ta cũng có những cái can điểm cảm nhận đầu tiên với ông Kim Sang-sik rồi, và ngày mai thì chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem là ông Kim sẽ chia sẻ thế nào nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video YouTube của mình. Nếu mọi người cảm thấy hay hãy nhấn like, share và subscribe kênh YouTube nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người trong chương trình kế tiếp. Sunshine.